Lưu niệm. Hello mấy bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mấy bạn đi tham quan mộ Hàn Mặc Tử nha. Thì ngày xưa nhỏ mình đi học là mình chỉ biết qua sách vở thôi, mình chỉ là nghe nói thôi. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mấy bạn đi tham quan nha. Thì cái khu mộ Hàn Mặc Tử này nằm tại khu lịch Gành Ráng nha. Rồi, này đây là những bậc thang mình sẽ đi lên trên khu mộ nha. Mình sẽ dẫn mấy bạn đi. Ây da. Thấy là mệt rồi đó. Mình ghé đây là ngày lần thứ hai nhưng mà chưa có quay cái khu mộ nha. Giờ mình sẽ dẫn mấy bạn lên tham quan khu mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, một nhà thơ rất là nổi tiếng mà ngày xưa chúng ta được học qua sách vở. Đi từ xa thì mình thấy được cái tượng đài Đức Mẹ rồi nha. Giờ là 10 giờ rưỡi, rất là nắng. Khu mộ nằm đâu ta? Đây. Đây khu mộ của một thi sĩ, một nhà thơ. Đây. Nắng chói quá.